Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hãng Computer. Và như đã hứa với các bạn là trong video này mình sẽ đánh giá cho các bạn là RTX 2080. Và chi tiết hơn đấy chính là Gigabyte RTX 2080 Gaming OC. Trước khi đánh giá em RTX 2080, chúng ta sẽ phải lướt qua một chút về mặt những công nghệ mới mà Nvidia đã update ở trên dòng RTX 20 series. Và đầu tiên chúng ta sẽ phải nói tới đấy chính là kiến trúc Turing. Vào khoảng một năm trước, các bạn đã nghe những tin đồn đấy chính là kiến trúc mới của chúng ta sẽ là Volta chứ không phải là Turing. Và sau đó thì Nvidia họ đã cho ra mắt đấy chính là Titan V. Và lúc này thì mọi tin đồn của chúng ta đều đã là sai bét luôn. Và sau đó nữa thì Turing nó lại được đồn đấy chính là nó là một kiến trúc để dành cho đào tiến ảo. Và bây giờ Turing được ra mắt và nó dành để chơi game. Nói chung là Nvidia họ rất biết cách để có thể bưng bít thông tin của mình. Turing xuất hiện vào thời điểm mà công nghệ chế tạo silicon không còn được phát triển mạnh nữa. Và kể cả những ông lớn về bóng bán dẫn như là Intel, Nvidia, AMD hay là Qualcomm thì cũng đang gặp vấn đề tương tự. Và họ buộc phải thiết kế một kiến trúc mới sáng tạo hơn ở trên nền kiến trúc cũ. Tăng số lượng bóng bán dẫn hay là transistor như là ở trên Titan V nó không còn là một sự lựa chọn hiệu quả cũng như là đáng để nâng cấp nữa. Mà Nvidia họ phải tìm ra một con đường mới, đấy chính là công nghệ Ray Tracing hay là RTX ấy. Và tính năng này là một tính năng được Nvidia đã đầu tư rất nhiều vào. Và cũng chính vì thế nó được đầu tư rất là nhiều, thế nên Nvidia đã đổi tên luôn dòng GTX chuyển thành RTX. Nvidia Ray Tracing các bạn có thể tạm hiểu nó là công nghệ mô phỏng lại ánh sáng ở trong game một cách chân thực nhất. Nếu như trước đây ánh sáng sẽ được lập trình như thế nào, nó sẽ được chiếu như vậy. Và khi các bạn nhìn vào thì nó sẽ không được thật lắm. Nhưng mà bây giờ phần cứng sẽ xử lý và tính toán cân đối lại tất cả nguồn sáng ở trong game. Nó sẽ nhìn kiểu như là như thật luôn. Để phần cứng Ray Tracing làm việc một cách hiệu quả nhất thì Nvidia đã đặt nó luôn vào GPU của mình. Thế nên các bạn sẽ thấy phần đế GPU của RTX 2080 nó rất là to và to hơn khá là nhiều so với cả GTX 1080T. Ngoài ra với Ray Tracing, Nvidia cũng tích hợp thêm vào RTX 2080 một phần cứng mà chúng ta tưởng chừng như là chỉ có trên ở dòng Titan V, đấy chính là Tensor Core. Một loại nhân đặc biệt nó giúp các bạn tăng tốc những ứng dụng liên quan về trí thông minh nhân tạo lên rất là nhiều. Mặc dù nó là một GPU để chơi game, nhưng mà với Nvidia cảm thấy đấy là AI nó sẽ giúp GPU đóng vai trò ngày càng lớn trong hiệu ứng game work. Và công nghệ cải tiến hình ảnh mới dựa trên trí thông minh nhân tạo được đưa ra, đấy chính là Deep Learning Super Sampling. Với công nghệ trí thông minh nhân tạo mới này, Nvidia họ sẽ giảm chi tiết ở những vùng không cần thiết và tăng chi tiết ở những vùng cần thiết. Nó sẽ giúp các bạn có trải nghiệm chơi game tốt hơn, cũng như là các bạn sẽ có FPS cao hơn. Với công nghệ mới này, mình nghĩ là Nvidia đang tạo ra một bước tiến mới về chơi game cho các bạn. Về mặt thông số phần cứng thì RTX 2080 nó có phần nhỉnh hơn là GTX 1080, nhưng nó vẫn kém hơn một chút so với cả 1080T ở một số điểm như là nhân CUDA hay là dung lượng VRAM. Với một lượng nhân CUDA ít hơn không có nghĩa là hiệu năng của nó thua đâu nhá, bởi vì còn rất nhiều yếu tố khác nữa nó ảnh hưởng, ví dụ như là xung nhịp hay là nó là kiến trúc mới. Và RTX 2080 nó không chỉ đắt hơn bởi vì nó được thêm nhân CUDA, mà nó còn đắt hơn ở việc nó được tích hợp thêm phần cứng Ray Tracing cũng như là Tensor Core. Một số thông tin về RTX 2080 như thế chắc cũng đã là đủ với các bạn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại với cả em Gigabyte RTX 2080 Gaming OC, một phiên bản tầm trung của Gigabyte, mẫu card đồ họa mà hôm trước mình đã mở hộp cho các bạn trong buổi talk show cuối tuần số thứ 40. Và bây giờ mình sẽ nhận xét lại một số chi tiết đặc biệt mà các bạn nên chú ý, như là thiết kế tuy nó là dòng tầm trung nhưng nó cũng khá là đẹp, nó góc cạnh và nhìn cứng cáp hơn so với cả thế hệ trước. Phần bên cạnh các bạn sẽ có LED RGB, nó tuy hơi ít thôi, nó không quá nhiều nhưng mà có còn hơn không. Vậy hệ thống tản nhiệt WinForge thì nó vẫn như xưa thôi, nó vẫn là 6 ống đồng và 3 quạt WinForge, nhưng mà cách quay của quạt nó đã có một chút sự thay đổi ở đây. Đây chính là một quạt ở giữa nó sẽ quay ngược chiều so với cả hai quạt hai bên để tối ưu luồng gió đi qua. Và việc làm như thế này của Gigabyte nó đã là một cách rất là mới lạ và nó sẽ làm nó khác đi so với cả những hãng card đồ họa khác ở trên thị trường. Phần backplate thì nó vẫn giống như cũ và nó không có gì mới. Nhìn nó khá là đơn giản và nhiều khi đơn giản nó lại là hay, bởi vì nó sẽ lâu bị nhàm chán hơn. Nếu như thời điểm hiện tại bạn nào mà mua Gigabyte RTX 2080 Gaming OC, các bạn sẽ có một điểm cộng nữa, đấy chính là nó đang sử dụng BOM máy chủ. Nó giống với cả bản Founder từ Nvidia, thế nên các bạn sẽ có sớm có block tản nhiệt nước để chơi. Còn với mấy bản khác thì các bạn sẽ phải chờ khá là lâu. Và để đánh giá hiệu năng của em RTX 2080 này, mình sẽ sử dụng một cấu hình phải nói là rất tương xứng luôn, đấy chính là i7-8700K, để khỏi bạn nào nói đấy chính là nghẽn của chai. Và main đương nhiên sẽ là Z370 và cũng là của Gigabyte luôn, với dung lượng RAM đi kèm theo đấy chính là 32GB. Nói chung một chiếc card đồ họa ngon chúng ta sẽ cần một cấu hình tương xứng.
Mà thực ra lý do mình chọn ở đây đấy chính là để đồng bộ linh kiện từ Gearbyte, từ main cho tới card đồ họa đều là của Gearbyte. Và bom máy chủ mình đang sử dụng ở đây đấy chính là Gearbyte Z370 Aorus Gaming 3. Nó vừa có hiệu năng tốt, nó vừa giúp mình đồng bộ LED các thứ sẽ là đơn giản hơn. Trước khi đánh giá hiệu năng của em RTX 2080 xem nó có đúng như là Nvidia quảng cáo hay là không, chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng qua bộ PC sử dụng RTX 2080 đã. Game mới được phát hành ở trên PC với đồ họa rất chân thực là Monster Hunter. Với tựa game này các bạn sẽ không cần FPS quá cao, nhưng mà các bạn sẽ cần sự ổn định nhất định để tránh vô tình bị mấy con boss dẫm chết. Và khi mình test được độ phân giải là Full HD và Max Setting, mọi thứ diễn ra rất là nhẹ nhàng và không thể nào làm khó được RTX 2080. FPS lúc nào cũng trên 100 và nó có mạnh hơn GTX 1080 Ti khoảng 10%. Còn GTX 1080 chắc chắn sẽ là không có cửa. Và khi mình đẩy độ phân giải lên là 2K và giữ thiết lập là Max Setting thì kết quả nó vẫn là như vậy. RTX 2080 nó vẫn hơn 10% khi so với cả 1080 Ti. Mình đẩy tiếp độ phân giải lên là 4K thì nó vẫn vậy luôn. Có vẻ như 10% chênh lệch về giá của RTX 2080 chính là 10% chênh lệch về hiệu năng với cả GTX 1080 Ti. Chuyển qua với cả The Witcher 3, mình đã test luôn ở độ phân giải 2K. Chứ để Full HD game này thì nhìn nó sẽ là hơi chán. Và khi mình trải nghiệm thì mình cảm giác nó không khác gì con 1080 Ti luôn. Đúng là FPS của nó có cao hơn 10%, nhưng mà khi trải nghiệm thực tế của mình thì 10% nó rất khó để có thể cảm nhận. Với thiết lập tối đa độ phân giải 2K ở trên The Witcher 3, các bạn sẽ có FPS là khoảng tầm 110. Thế nên là các bạn vẫn chưa có được trải nghiệm tốt nhất ở trên những màn hình 2K 144Hz. Các bạn vẫn cần phải cân chỉnh lại một chút để có thể có trải nghiệm tốt nhất. Và khi mình nâng lên độ phân giải là 4K và sự chênh lệch bây giờ nó vẫn tiếp tục là 10%. Và bây giờ mình sẽ cảm nhận một chút lấy đấy chính là Nvidia họ đã quảng cáo hơi quá, đấy chính là nó sẽ phải hơn từ 20 đến 30% cơ. Nhưng mà sự thật thì luôn luôn là mất lòng và kết quả chỉ có là 10% mà thôi. Có một tựa game là mình khá là bất ngờ, đấy chính là Rise of Tomb Raider. Với thiết lập là Ultra trên độ phân giải là 2K thì con RTX 2080 và GTX 1080 Ti nó chẳng khác gì nhau luôn. Trải nghiệm nó như nhau và nó làm cho mình có cảm giác đấy chính là con 2080 nó là một con 1080 Ti đổi tên. Và hai con này có hiệu năng như nhau. Và thực tế mình mong chờ 2080 nó phải làm được nhiều hơn như thế này. 2 năm chờ đợi một thế hệ mới cũng như là một mức giá trên trời thì Nvidia phải đầu tư nhiều hơn nữa. Khi mình test thử nhiệt độ bằng format của Gearbyte RTX 2080 Gaming OC thì nó rất mát khi các bạn mở phần kính một bên ra và ngồi phòng điều hòa là khoảng tầm 26 độ. Nó chỉ tầm 65 độ mà thôi, mình còn không nghĩ là nó sẽ mát đến như thế này. Và khi mình stress mà nó còn chỉ có 65 độ thì kể cả mình có chơi game thì chắc là nó cũng quay tầm đâu là 60 mấy độ mà thôi. Mình hoàn toàn có thể chơi game cả ngày mà không sao. Và khi mình đóng thử kính lại thì nhiệt độ của nó sẽ tăng thêm là 3 độ mà thôi, từ 65 lên 68 độ. Có thể là do con Cooler Master H500M này của mình nó có airflow khá là tốt, thế nên là nhiệt độ này sẽ không tăng lên nhiều. Nhưng mà với những mẫu vỏ cây kính khác thì có thể nó sẽ tăng lên khá là nhiều đấy. Nhưng mà dù sao thì bất kỳ cây kính nào thì nó cũng sẽ nóng hơn mà thôi. Nhưng mà đây là dòng gaming OC mà nó đã mát được như thế này thì mình không biết là đến với dòng Aorus nó còn mát đến như thế nào nữa. Hiện tại mình vẫn chưa đánh giá luôn tính năng là Ray Tracing bởi vì vẫn chưa có game để mà chơi. Chắc là mình sẽ dành nó luôn vào trong video đánh giá RTX 2080 Ti. Và mình mong rằng Ray Tracing nó sẽ là một điểm cộng ở trong mắt mình. Bởi vì hiệu năng trên game 2K và 4K nó chỉ hơn 1080 Ti là 10%. Thì nó thực sự vẫn là chưa đáng và vẫn chưa phải là một sự lựa chọn gì đấy gọi là quá thông minh. Và việc hiện tại các bạn có lựa chọn 1080 Ti vẫn rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại một chút là GTX 1080 Ti nó vẫn có hiệu năng chơi game ngon trong tầm giá kể cả là 2K hay là 4K. Nó có một mức giá hợp lý, nó có nhiều nhân CUDA cùng với lượng VRAM của nó là tận 11GB. Và ngoài chơi game ra thì 1080 Ti nó còn có thể làm đồ họa là phải nói là bá cháy luôn. Và điểm yếu của 1080 Ti hiện tại đấy chính nó là kiến trúc cũ. Nó tuy là nó vẫn mạnh nhưng mà kiến trúc cũ nó sẽ khiến phần nào các bạn phân vân khi lựa chọn. Còn RTX 2080 các bạn sẽ có một hiệu năng chơi game tốt hơn 10% so với cả 1080 Ti. Kiến trúc GPU của nó là mới nhất
nó có thêm hai phần cứng nữa, đấy chính là Ray Tracing và TensorCore. Về RAM của nó cũng là loại mới nhất là GDDR6 và nó có tên là RTX 2080. Còn điểm yếu của RTX 2080 đấy chính là nó không làm đồ họa tốt như là 1080T và chơi game các bạn cũng chỉ hơn là 10% mà thôi, nhưng mà mức giá của nó lại đắt hơn khá là nhiều. Nếu như các bạn chỉ có chơi game thông thường như là từ trước đến nay thì mình đánh giá là RTX 2080 chưa thành công. Với tính năng Ray Tracing đã có danh sách game hỗ trợ rồi nhưng mà chưa thấy game đâu và chúng ta vẫn chưa thể nào mà chơi được game. Với tính năng trí thông minh nhân tạo nghe rất là xịn sò đúng không? Và nó vẫn chưa thấy tăm hơi ở đâu. Và nói chung là với RTX 2080 các bạn muốn có trải nghiệm tốt nhất thì các bạn sẽ phải chờ nó hoàn thiện thêm một thời gian nữa. Và mình nghĩ đây cũng chính là lý do mà Nvidia chưa bán ra con RTX 2070, bởi vì nó vẫn chưa có tính năng nào nổi bật để cho nó có thể đánh bại những thế hệ cũ như là 1080 hay là 1070 Ti. Với ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.